Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Jennie Blackpink lại cho người mẹ quyền lực lên sóng, combo nhan sắc và style sang chảnh của hai mẹ con gây sốt. Xuất hiện tranh cãi từ Knet xoay quanh ảnh teaser Butter của BTS, nhàm chán và gây thất vọng vì lặp lại concept của Dynamite. Phát ngôn về hạnh phúc khiến một thành viên TXT bị netizen Hàn chỉ trích lên bờ xuống ruộng, xem fan là cây ATM hay gì thế. NCT Dream trở thành nhóm nhạc đầu tiên của SM đạt được thành tích này. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie Blackpink lại cho người mẹ quyền lực lên sóng, combo nhan sắc và style sang chảnh của hai mẹ con gây sốt. Ngày 9 tháng 5 là ngày của mẹ, nhưng đến sáng ngày 10 tháng 5, Jennie mới đăng tải loạt ảnh cực kỳ tình cảm bên người mẹ thân yêu. Đáng chú ý, đây cũng chính là lần đầu tiên mà cô gái nhà YG công khai hình ảnh của bà mẹ quyền lực và giàu có trong lời đồn lên trang cá nhân gần 45 triệu follower. Nữ idol đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi du lịch Paris bên mẹ cùng những lời ngọt ngào. Người bạn thân thiết nhất của con yêu mẹ rất nhiều. Những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất, người mẹ đẹp đẽ truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Loạt ảnh của Jennie bên cạnh mẹ gây sốt mạng xã hội, đạt 3 triệu lượt thả tim chỉ sau một thời gian ngắn. Mẹ của nữ idol đặc biệt gây ấn tượng với diện mạo rạng rỡ và trẻ trung, phong cách sành điệu và sang chảnh không thua gì cô con gái nổi tiếng. Trước đó, người mẹ giàu có trong truyền thuyết của Jennie mới chỉ lộ diện qua những hình ảnh chụp vội vã của team qua đường. Trong những hình ảnh này, mẹ của Jennie diện đồ hiệu đắt đỏ, đi chiếc xe Porsche tiền tỷ. Nhiều nguồn tin cho biết mẹ của Jennie là giám đốc và cổ đông lớn của tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, CJENM. Còn bố cô nàng sở hữu một bệnh viện và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhiều quan chức cấp cao. Dù chưa từng khẳng định hay phủ nhận, nhưng với những gì mà Jennie có, gia thế của cô chắc hẳn không hề tầm thường. Nữ idol sinh ra và lớn lên tại trong Đam Đông, Giangnam, Seoul, khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Khi mới 10 tuổi, Jennie đã đi du học New Zealand, học trường quốc tế sang chảnh, có mức học phí lên đến 24.560 đô, khoảng 412 triệu đồng mỗi năm. Cô nàng còn thành thạo cưỡi ngựa, môn thể thao quý tộc và dùng hàng hiệu ngay còn khi còn là Jennie. Xuất hiện tranh cãi từ Knet xoay quanh ảnh teaser Butter của BTS, nhàm chán và gây thất vọng vì lặp lại concept của Dynamite. Vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 5, Big Hit Music đăng tải bức ảnh teaser nhóm đầu tiên của Butter. Trong bức ảnh có phông nền là một chiếc thang máy, cả 7 thành viên diện những bộ suit với những màu sắc tương phản nổi bật và nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt cuồng ngầu. Ngay lập tức, bức ảnh này gây nên phản ứng bùng nổ vì khiến netizen chao đảo với visual tỏa sáng. Không những thế, cả 7 thành viên còn rất điển trai. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến khen ngợi, mới đây trên diễn đàn mạng Hàn Quốc cũng xuất hiện bài viết gây tranh cãi khi cho rằng teaser mới nhất của BTS cho Butter là khá nhàm chán và gây thất vọng. Bài viết này có tiêu đề: tranh luận xoay quanh ảnh teaser Butter mới của BTS giống như Dynamite thứ hai. Chủ nhân bài đăng này chỉ ra rằng trên mạng đang xuất hiện nhiều ý kiến cho thấy concept lần này của nhóm nhạc nam nhà Big Hit không mới mẻ như kỳ vọng và dường như chỉ là phần tiếp theo của Dynamite. Chủ bài đăng cho biết, concept của Dynamite là kiểu retro của những chàng trai thập niên trước. Trong những bức ảnh teaser và MV, họ diện các outfit đậm chất retro nhưng là kiểu bụi bặm đường phố hơn. Người này giải thích rằng sau đó khi BTS mang Dynamite lên trình diễn cho các sân khấu, trang phục của họ ngày càng trở nên gọn gàng và lịch lãm hơn với những bộ suit. Tuy nhiên những bộ suit này thường có những màu sắc tương phản và kiểu may đo vẫn đậm chất retro. Chủ bài đăng viết, họ càng trình diễn thì chúng ta càng thấy tần suất những bộ suit retro xuất hiện ngày càng nhiều. Sau đó, chủ bài đăng kết luận rằng ảnh teaser mới nhất của BTS cho Butter đã lặp lại đúng concept suit retro nhiều màu sắc tương phản, giống hệt như một số outfit trình diễn thời Dynamite. Bên dưới bài viết, một bộ phận Knet cũng đồng tình với ý kiến này, từ đó đã nảy sinh ra nhiều phản ứng không tốt. Theo đó, nhiều người cho biết họ cảm thấy ảnh teaser mới của BTS gây nên cảm giác nhàm chán và nếu không hiển thị chữ Butter thì hẳn ai cũng nghĩ đó là ảnh teaser cho Dynamite. Trong khi đó, số khác lại tức giận hoặc thất vọng với Big Hit khi bó buộc 7 thành viên theo đúng một concept diện suit retro khiến họ trông già dặn hơn hẳn tuổi thật. Ngoài ra còn gây cảm giác ngột ngạt thay vì sự tươi mới mùa hè mà nhiều người mong đợi.
Một số Knet bày tỏ quan điểm rằng có thể BTS muốn làm một cú ăn chắc để chinh phục thị trường Mỹ sau một Dynamite đã quá thành công. Vì vậy có khả năng concept của họ vẫn sẽ ăn theo bài hát này. Trái lại, cũng có nhiều bình luận bênh vực BTS và cho rằng không nên vì một bức ảnh mà đánh giá concept của BTS là một màu nhàm chán, trong khi bài hát và MV chính thức còn chưa được phát hành. Thêm vào đó, trong các teaser video của từng thành viên mà Big Hit tung ra, đã cho thấy một màu sắc kỳ bí và khác biệt chứ không đơn thuần chỉ là phiên bản lặp lại của Dynamite. Nhiều netizen khác lại cho biết họ cảm thấy ngay cả khi concept này là Dynamite Part 2 thì cũng không thành vấn đề, bởi vì họ chỉ quan tâm đến chất lượng âm nhạc của nhóm mà thôi. Số ít Knet còn đăng thêm ảnh chứng minh rằng ngay cả ở thời Dynamite thì BTS cũng đổi rất nhiều outfit khác nhau chứ không phải chỉ có diện mỗi suit. Phát ngôn về hạnh phúc khiến một thành viên của TXT bị netizen Hàn chỉ trích lên bờ xuống ruộng, xem fan là cây ATM hay gì thế. Mới đây, Taehyun của TXT đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội trên Internet Hàn Quốc vì những gì anh nói trong một cuộc trò chuyện với người hâm mộ. Trong khi các fan của TXT đã lên tiếng bênh vực và khẳng định Taehyun chỉ đang nói đùa, thì một bộ phận cư dân mạng xứ sở Kim Chi lại thẳng thắn chỉ trích nam thần tượng vì cho rằng anh đang coi thường chính người hâm mộ của mình. Chuyện xảy ra khi Taehyun livestream nói chuyện với các fan và đề cập đến hạnh phúc. Cụ thể, anh chàng nói, nhưng mà hạnh phúc của tụi mình tỷ lệ thuận với doanh số bán album, mình muốn được hạnh phúc hơn nữa. Xin lỗi, nhưng mà nếu content được tung ra từng chút một thì chắc không thể nào không mua được đâu. Nhiều cư dân mạng sau khi nghe những gì mà Taehyun nói liền cho rằng thành viên của TXT đang cố tình dùng câu mình muốn được hạnh phúc hơn nữa để thúc ép người hâm mộ mua nhiều album hơn hoặc stream nhạc nhiều hơn cho nhóm. Với suy nghĩ này, netizen Hàn nhanh chóng lên tiếng chỉ trích Taehyun khi cho rằng anh quá tham lam, bởi thực tế là doanh số album tuần đầu của TXT đã thuộc hàng khá cao so với nhiều nhóm nhạc khác tại K-pop. Bên cạnh đó, đối với một bộ phận cộng đồng mạng xứ sở Kim Chi, lời nói của Taehyun chẳng khác nào một cách chứng minh rằng anh chỉ xem fan như những chiếc máy rút tiền không hơn không kém. Mặc dù rất nhiều fan TXT lên tiếng bênh vực Taehyun với lý do có thể anh chàng chỉ nói đùa cho vui, trong khi không thực sự nghĩ như vậy, cư dân mạng vẫn khẳng định nam thần tượng cần phải cẩn trọng trong lời nói của mình. Đặc biệt là nếu xét đến một thực tế rằng đa số fan của TXT vẫn còn ở độ tuổi chưa thể tự kiếm ra tiền. Knet để lại những bình luận như: thế này thì cậu ta xem fan có khác gì chiếc máy ATM đâu chứ. Trong TXT, lúc nào cậu ta cũng là người gây tranh cãi cả. Giá mà cậu ta biết cẩn thận hơn trong lời nói của mình một chút. Những lời như thế này mà nhiều người vẫn có thể xem là đùa được sao? Thử nghĩ xem bạn đến đám cưới của một người và gửi tiền mừng 1 triệu won. Nhưng cô dâu và chú rể lại bảo rằng hạnh phúc của tôi tỷ lệ thuận với số tiền mừng của mọi người. Chúng tôi muốn hạnh phúc hơn nữa. Nghe xong câu đó mọi người có cảm thấy vui không? Có thể nghĩ đó là đùa được không hả? Dù chỉ là nói đùa thôi nhưng cũng phải cẩn thận với những lời nhạy cảm như vậy chứ. NCT Dream trở thành nhóm nhạc đầu tiên của SM có được thành tích này. Chưa đầy 5 năm ra mắt, NCT Dream đã đạt được vô số thành tích lớn nhỏ, không hề kém cạnh bất cứ đàn anh đàn chị cùng nhà nào. Thậm chí mới đây, nhóm ghi dấu ấn thành nghệ sĩ có lượng đặt trước album cao nhất SM mọi thời đại với album Hot Shot. Cụ thể, tính đến ngày 9 tháng 5, Hot Shot đạt được tổng cộng 1.716.571 đơn đặt hàng. Như vậy, album này của NCT Dream có doanh số cao hơn 243% số lượng đặt hàng của album Reload trước đó. Nhìn vào thành tích này, màn comeback của NCT Dream hứa hẹn sẽ bùng nổ và có thể giành được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24 giờ. Mọi ý kiến đóng góp với các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ Knew 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.